một cái đường nâng ngực nó tuyệt vời hơn, đó là đường nách. Thì các bạn biết rằng cái hộp nách là nó tối, ít ai mà nhìn vào đó đó. Thứ hai là cái sẹo trong nách thì thường nó đẹp, nên là không ai để ý, không ai thấy được. Người châu Á và đặc biệt là người Việt Nam ta thì rất ưa chuộng cái đường nách này. Thì đường nách có những cái ưu điểm, thứ nhất là sẹo chúng ta giấu được ở trong nách, thứ hai sẹo nó rất là đẹp, thứ ba là bóc tách ở dưới cơ ngực lớn, cho nên là cái túi ngực đặt vào bằng thiết bị nội soi nên rất là đẹp. Chúng ta không có thay đổi cảm giác cái vùng vòng một của chúng ta, nó không đụng chạm gì đến tuyến sữa của chúng ta, cho nên là chúng ta vẫn có thể là cho con bú bình thường và cái ngực nó rất là tự nhiên. Vì nó nằm sâu ở dưới cơ ngực lớn như vậy thì cái túi ngực nó không bị lộ ra ngoài nên nó rất là tự nhiên. Và cái đường nách là cực kỳ thích hợp với những cái phụ nữ mà chưa có chồng. Tại khi mình chưa có chồng á, mình không muốn nâng ngực mà người chồng mình đã thấy hai cái đường ở nếp vú chẳng hạn thì rất là phản cảm. Cho nên là mình dù sao mình giấu cái đường sẹo ở trong nách nó vẫn là dễ nhìn hơn. Nó chỉ có nhược điểm duy nhất á, là mổ đường nách thì đòi hỏi bác sĩ phải có kinh nghiệm và tay nghề cao có thể mổ đường này. Tại vì nếu bác sĩ không có kinh nghiệm và tay nghề cao thì mổ đường này thì cái khả năng thất bại rất là cao. Cho nên rất ít bác sĩ là khuyên bệnh nhân ở mổ đường này nếu như họ không có tay nghề và không có chuyên môn tốt. Và bóc tách đường nách thì phải là bóc tách nội soi thì mới có thể nâng ngực được. Thì phải được thực hiện ở những trung tâm mà nó có đầy đủ cái trang thiết bị về nội soi. Và các bác sĩ cũng như y bác sĩ được huấn luyện chuyên nghiệp về cái phương pháp nâng ngực này thì mới thể hiện được. Cái đường mà nếp lằn vú thì rất được ưa chuộng bởi những cái người da trắng. Bởi vì những người da trắng thì họ ít cái cơ địa của họ không có sẹo. Thứ hai là cái quan niệm của người phương Tây á, thì cái việc đặt túi ngực thì nó cũng hết sức là bình thường, người ta không có nặng nề, cho nên là cái việc mà có một cái sẹo ở cái lớp lằn vú thì nó cũng rất là bình thường với họ. Vậy nên cái kỹ thuật mà đặt dưới lớp lằn vú rất là ưa chuộng phổ biến ở phương Tây. Cái ưu điểm của cái đường lớp lằn vú là nó không có xâm phạm qua cái tuyến vú và bóc tách cái khoang đặt nó rất là chuẩn, dễ. Nó chỉ có một nhược điểm duy nhất là để lại cái sẹo lằn ngay cái đường lằn vú. Ở người châu Á và đặc biệt người Việt Nam mình thì cái cơ địa sẹo nó rất là nổi trội và nó gây ra tình trạng sẹo xấu ở cái lớp lằn vú. Cho nên là cái đường lớp lằn vú là ít được chọn lựa phẫu thuật ở người Việt Nam. Đặc biệt là chúng ta còn cái quan niệm Á Đông, khi mà có một cái sẹo, hai cái sẹo ở lớp lằn vú như vậy thì thường là phụ nữ họ mặc cảm, không có tự tin lắm. Thì các bạn nên cân nhắc khi mà lựa chọn cái đường lớp lằn vú để mà nâng ngực. Một cái phương pháp nâng ngực nữa là chúng ta nâng ngực cái đường quần vú. Thì các bạn biết rằng là đường quần vú thì nó có hai cái đường mổ để mà chúng ta nâng ngực. Một là chúng ta nâng ngực bằng cái đường vằn khăn, hai nữa là chúng ta sẽ rạch cái đường omega. Thì cái đường mà nửa vằn khăn á, thì thường ít nhiều nó sẽ gây ra sẹo xấu và cũng như là giảm cái cảm giác, thậm chí là mất cảm giác cái vùng quần vú và núm vú. Thì sau đó các bác sĩ người ta mới nghiên cứu ra cái đường mổ omega. Thì đường mổ omega thì nó sẽ an toàn hơn và không bị mất cảm giác, cũng như là sẹo nó sẽ đẹp hơn và không có sẹo cái đường quần vú của chúng ta. Khi bác sĩ rạch ra cái đường omega sau đó sẽ bóc tách xuống dưới, thì nó có hai kiểu bóc tách. Một là người ta sẽ xâm phạm một phần cái tuyến vú để mà đặt cái túi ngực. Thì thường mình sẽ can thiệp ở những ca nâng ngực mà cần thiết phải xâm phạm cái tuyến vú. Còn đa số thì chúng ta sẽ tách cái tuyến vú ra và chúng ta đi một cái đường không xâm phạm tuyến vú để mà xuống cơ ngực, dưới cơ ngực lớn để chúng ta nâng ngực. Thì cái đường quần vú cũng là một những đường an toàn và để lại sẹo gần như rất là ít. Và nó rất là hữu ích cho những cái ca mà phải nâng ngực mổ lại, hoặc những ca có tình trạng ngực xa trễ mà cần làm cái kỹ thuật dual plane thì chúng ta nên đi cái đường ở quần núm vú. Tuy nhiên là những phụ nữ mà ngực bình thường hoặc là phụ nữ chưa có chồng, chưa sinh con thì đường quần vú là cân nhắc khi chúng ta thực hiện cái đường này. Và đường này cũng là một cái đường mà sẽ là phẫu thuật nó hạn chế hơn và ít ưu tiên chọn lựa hơn so với đường nách. Đường nách vẫn là cái đường ưu tiên hơn. Đường quần vú chỉ là một cái đường mà bác sĩ sẽ cân nhắc một số trường hợp cần thiết thì sẽ đi cái đường quần vú.